Chúng ta tiếp tục đến với một cái dạng bài tập nữa trong cái thi hiện tại đơn, dạng từ cơ bản đến nâng cao các bạn nhé. Và từ cái bài tập 141 trở đi này á thì cái độ khó nó sẽ tăng dần lên các bạn ha. Rồi, vậy thì chúng ta có câu đầu tiên. Chúng ta được cho hai cái cụm you và to walk thì cùng với những chữ đã cho rồi này, các bạn chúng ta ghép lại thành một câu hỏi ở thi hiện tại đơn. Vậy thì thầy dịch, thầy biên ra cho các bạn, thầy giải cho bạn rồi sau đó thầy hướng dẫn các bạn hiểu nha. Đây, ở phía dưới này là cái câu giải của từng từng câu cho của thầy này. Do you walk to school? Bạn có phải đi học mà là bằng cách đi bộ không? Có là bạn có phải đi bộ đến trường không? Đó, thì vì sao dùng do mà không dùng does thì các bạn biết rồi. Đi với you đúng không? Thì cái động từ walk này á thì giữ nguyên. Bởi vì chúng ta đang dùng câu hỏi để chúng ta viết cái thì hiện tại đơn này. Câu số 2. Câu số 2 này các bạn này, a banana in the morning. Vậy thì trong cái ngoặc này á, người ta đề nghị mình làm gì là rounder và to eat. Rounder đây là một cái tên riêng và to eat là động từ ăn, đúng không? Vậy thì câu này người ta muốn mình viết là, mà nó là câu hỏi nữa đúng không? Thì có nghĩa là cái bạn rounder này có phải là ăn một quả chuối vào buổi sáng không? Chính xác đúng không? Thì cái câu hỏi phải là sao? Does rounder eat a banana in the morning? Bởi vì rounder là ngôi số 3 số ít cho nên phải dùng does. Chính xác rồi, đúng không? Rồi, còn cái này thì quá dễ rồi. Câu tiếp theo này các bạn, parrot là con vẹt này, con vẹt và có hai cái cụm từ your father và to like. Nhìn vô đây là mình quá biết là người ta muốn mình viết câu gì rồi đúng không? Có nghĩa là cha của bạn có phải là thích những con vẹt không? Chính xác đúng không nào? Thì does your father like parrots đúng không nào? Rồi, và thì does your father là ngôi số 3 số ít thì chúng ta phải dùng does. Rồi, câu tiếp theo. A room with her sister Wendy share. Share này là cái chia sẻ đó bạn. Chia sẻ. Vậy thì có phải là cái cô Wendy này chia sẻ một cái phòng với chị gái của cô ta, đúng không? Có phải là như vậy không? Hoàn toàn là câu hỏi đúng không? Thì does Wendy share a room with her sister? Nhớ nha, share này mặc dù đi với ngôi số 3 số ít này, động từ không thêm s bởi vì chúng ta đang viết ở dạng câu hỏi. Nhớ cho thầy nha. Rồi, câu tiếp theo, a lot in England. À, vậy thì it và to run. Vậy thì các bạn hình dung là gì? Có phải là trời mưa rất là nhiều ở nước Anh không? Đúng không? Mưa này, it rain là mưa này. Đây, vậy thì does it rain a lot in England? Đó, cái chỗ này á, mặc dù nó là chữ it nhưng mà chúng ta dịch là trời mưa, it rain là trời mưa nha. Có nếu mà viết là câu khẳng định thì chỗ này phải thêm s cái chữ động từ rain này, nhưng đang viết ở câu hỏi thì động từ rain không phải thêm gì hết bởi vì chúng ta dùng trợ từ does này rồi. Ngôi số 3 số ít thì phải là does, chính xác đúng không nào? Rồi, câu tiếp theo, sports after school. À, sport after school là những cái môn thể thao sau khi học á. Có nghĩa là những người bạn á, có phải là chơi những cái môn thể thao sau khi học không? Đúng không? Đấy, do the friends do sports. Do sports là chơi những môn thể thao after school sau khi học. Đúng không? Những người bạn là số nhiều cho nên dùng trợ động từ do. Rồi, Susan và Jack đi đâu? Đi cắm trại vào mùa hè. Cái go camping là đi cắm trại, đúng không? In summer vào mùa hè. Thì do Susan and Jack go camping in summer? Các bạn nhớ này, Susan and Jack đây là hai cái này là số nhiều. Cho nên không thể dùng does được mà phải dùng do bởi vì là số nhiều nha. Chứ còn nếu đứng một mình Susan là số ít, ngồi số 3 số ít. Đứng một mình là Jack là số ít, nhưng hai người có an này là phải là số nhiều cho nên buộc phải dùng do. Rồi,
their friends to the party. They invite. Tức là có phải là họ mời những cái người bạn của họ đến cái bữa tiệc không? Đúng lắm. Vậy thì do they invite their friends to the party? Đó. Đây, số nhiều cho là do invite là mời, đúng không nào? Rồi, những cái này dễ rồi. Hai câu cuối cùng, câu tiếp theo. Đây, các bạn nhìn đây nha. At the bus stop là gì? Tại cái trạm xe buýt các bạn, xe buýt là lên xuống á. À vậy thì we wait. Chúng tôi chờ tại trạm xe buýt đúng không? Do we wait at the bus stop? Có phải là chúng tôi chờ tại cái bến xe buýt không? Ok. Rồi, câu cuối cùng này các bạn. Câu cuối cùng chúng ta. In the morning, he smiled. He to smile này là cười. He. Có phải là anh ta cười vào buổi sáng không? Anh ta cười buổi sáng, thức dậy cười đúng không? Đây. Does he smile in the morning? Có phải rằng là anh ta cười vào buổi sáng không? Đó, nhớ nha các bạn nha. Smile, cười này. Rồi, như vậy là 10 câu tiếp theo này liên quan đến câu hỏi của cái thi hiện tại đơn này. Và hy vọng các bạn cũng có củng cố kiến thức nền tảng của các bạn. Và hẹn các bạn các video tiếp theo để thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm các dạng bài tập tiếp theo. Rất là hay các bạn nha. Rồi, chào các bạn.